Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng làm quen với sự phân biệt về kích thước nha của các đồ vật. Đây là một chiếc xe máy. Xe máy này nhỏ hay to nhỉ? Nhỏ nè. Xe máy lớn nè. Chà chà, xe máy to nè. Xe máy nhỏ nè. Xe máy nhỏ nè. Xe máy đi nào. Và đây là một chiếc trực thăng màu hồng. Trực thăng này là nhỏ. Và đây một chiếc trực thăng nữa to hơn. Đây là trực thăng to nè, trực thăng lớn nè. Hai trực thăng nha. À, chúng ta xem nè. Trực thăng nhỏ nè, trực thăng to nè. Đây là một chiếc ô tô tải. Chà, ô tô tải này lớn hay nhỏ nhỉ? Ô tô tải lớn nè. Chà, và đây một chiếc ô tô tải nữa. Ô tô tải bé nè. Chà chà. Ô tô trộn bê tông. Ô tô trộn bê tông bé. Ô tô trộn bê tông bé tí hon đây. Và đây là ô tô trộn bê tông to khổng lồ. À, ô tô trộn bê tông rất lớn nha. Hai ô tô trộn bê tông, ô tô nhỏ nè, ô tô lớn nè. À, đây là một đoàn tàu. Đoàn tàu lớn. Và đây là một đoàn tàu nữa. Đoàn tàu nhỏ hơn rất nhiều. À, hai đoàn tàu nè, đoàn tàu lớn nè, đoàn tàu bé nè. Đây là xe ô tô cảnh sát. Ô tô cảnh sát nữa. Đây là ô tô cảnh sát lớn. Đây là ô tô cảnh sát bé nè. Ô tô cảnh sát nhỏ hơn nè. Ô tô cảnh sát nhỏ, ô tô cảnh sát lớn. Đây là một chiếc ô tô con, ô tô nhỏ. Và đây là một chiếc ô tô nữa, ô tô to. Nhìn nhìn, ô tô to, ô tô nhỏ. Nhìn nhìn nhìn, đây là quả bóng to. Và đây nữa, đây là quả bóng nhỏ, đây là quả bóng to. Quả bóng để chơi đấy. Và đây là một chiếc máy bay nhỏ. Đây là máy bay to, máy bay lớn nè, máy bay nhỏ nè, máy bay lớn nè, máy bay lớn nè, máy bay nhỏ nè. Chà chà, rất nhiều thứ. Và đây là một con ếch nhỏ xíu màu hồng. Và đây một con ếch rất to. Ui, một ếch lớn quá. Ếch khổng lồ, chà chà. Vậy là chúng ta đã biết cách phân biệt giữa về kích thước giữa các đồ vật rồi nha. Đã biết cách phân biệt đồ vật nhỏ và đồ vật to. Xin chào và tạm biệt các bạn nha. Bạn nhớ đăng ký để xem những video mới nhất của chúng tớ nha. Chào tạm biệt.